Đây review luôn cho anh em cách đấu dưa le cho đèn gầm nhá. Chuyên gia hậu này đấu đèn dưa le cho đèn gầm. Cái này là dưa le để mình đấu dạng như là có nó kích điện. Kích điện để lấy chỉ lấy cái đường đường dương thôi. Đường dương còn nó em mượn một dương người đấy. Dạ. Mượn một dương của đây rồi, mượn đây rồi. Quá quy. Em bỏ một đường dương ra đi. Đó. Lấy một đường dương trên công tắc xuống. Mát mình cứ lấy thân vỏ ra được. Em làm một cái đường dương ra tách ra làm đôi nó dài nha. Ra để mình câu vào tôm rắc vào đèn gầm. Đấu đèn là mình phải chơi cái dây to này, dây to nó để cho nó đảm bảo. Nói chung là dùng dây to thì nó hơi tốn nhưng mà nó tốt. Dài chưa đấy, em cài cái dưa le vào cái chỗ cái mặt của chị. Em để dưa le chỗ nào thì cắt nó vừa tầm. Em có thêm một chân cầu chì nữa. Cầu chì với em. Tức cầu chì với em là hai cầu chì rồi. Đây đây. Biết rồi. Vẫn chưa có ý định dừng lại. Vẫn chưa cục. Đấu gen có đây, dưa le này. Một đường dương ắc quy này.
và lấy một đường dương của công tác xuống này. Mát mình sẽ lấy thân vỏ và một đường dương ra để mình chia ra làm hai cái bóng đèn. Thế là xong. Ok. Đơn giản, dễ chơi, khó sử dụng. Thank you.